Để hôm rồi cũng mấy bữa, để bữa nay mình quay thử cái con nó bự chưa rồi. Tại vì chắc tối mình hay ra mình coi nó, mẹ nó cũng không còn cúng. Thôi coi. Chim ông lao lai chào mào nè. Hai trứng mà nó nở con trứng rồi, còn cái trứng trước là nó không có bỏ, nó cũng hư rồi, nó để vậy nó đẻ luôn mà nó không có ấy tha ra. Oh,